phân có cái loại 1 lít đâu, mà chúng ta chỉ phân phối cái loại là, các anh chị chỉ phân phối, cái công ty chỉ phân phối cái loại là nửa lít thôi đó. Cho nên tất cả các anh chị ngày hôm nay á, là sẽ có một cái cơ hội là tìm hiểu kỹ về cái loại dầu ô liu của mình. Mình cũng sẽ quay phim lại cái màn hình, nếu như mà chúng ta cần thiết thì chúng ta có thể nghe lại những cái nội dung tiếp theo anh chị ha. Đó thì đầu tiên á, thì muốn chia sẻ với cô chú các anh chị á, là cái loại dầu ô liu mà công ty sẽ phân phối thì lúc này làm cho chúng ta trong tháng 6 á, chúng ta sẽ rất là dễ trong cái việc là chia sẻ sản phẩm ra thị trường. Chia sẻ sản phẩm ra thị trường tại sao ạ? Tại vì chúng ta bán dinh dưỡng, bán Nutrilite hoặc bán mặt hàng gì đó đó, bán cái nồi á, thì nó cũng có cái mức độ khó của nó. Tại sao? Tại vì nhiều người cảm thấy cái giá hoặc là cái sự tiếp cận á, nó phải có thời gian. Nhưng mà nói về dầu ăn, những cái sản phẩm mà dùng trong gia đình á, thì mình nghĩ một điều á, là ai cũng phải dùng dầu ăn, tức là nhà nào cũng phải có dầu ăn hết vậy, bất kỳ nhà nào cũng phải có dầu ăn hết. Cho nên là cái việc mà chúng ta đưa cái loại dầu ăn mà tốt nhất thế giới, tốt nhất cho vấn đề sức khỏe luôn vào á, thì mình nghĩ rằng là đây là một cái cơ hội rất là tốt để mà anh chị giúp những cái người đó là có cái nhu cầu, có cái nhu cầu sử dụng sản phẩm là đang có sẵn luôn, nhu cầu sử dụng sản phẩm đang có sẵn luôn, thì bây giờ người ta sẽ nhân cái cơ hội này để người ta có thể thay đổi một cái nhãn hiệu, một cái sản phẩm tốt, giúp cho gia đình người ta có cái sức khỏe tốt hơn đó. Thì cái đầu tiên mà mình muốn chia sẻ anh chị về cái dầu này á, thì chúng ta cần cái sự phân biệt là cái xã hội của mình anh chị, là trước hồi đó mình còn nhớ lúc mình còn nhỏ nha, là nhà là không phải ăn dầu, mà là đầu tiên là ăn cái tóp mỡ, tức là ăn cái loại mà mỡ heo á, mà thắng ra đó anh chị. Thì mình được biết là trong đó nó có rất là nhiều cholesterol, là nó có vấn đề là có hại cho sức khỏe đó, là từ từ cái mỡ heo đó. Cái thứ hai nữa là sau cái giai đoạn đó thì ăn bằng cái dầu dừa, tức là ở nhà tự thắng dầu dừa và tự ăn, thì mình cũng biết là dầu dừa nó cũng có vấn đề cũng tốt cho sức khỏe luôn. Nhưng mà có điều mà đến thời điểm bây giờ anh chị, mình thì trước giờ không có nghiên cứu về mấy những cái loại dầu này, nhưng mà tới thời điểm bây giờ thì có một điều thú vị là đến thời điểm này thì mới biết được là cái dầu nào là tốt cho sức khỏe. Thì bây giờ mới biết được là cái dầu ô liu là cái loại dầu mà tốt nhất cho vấn đề sức khỏe của chúng ta đó. Nhưng trong cái dầu ô liu không anh chị, là đã có bốn loại dầu rồi đó. Thì lúc nãy giờ mình cũng ở điều chỉnh cái slide này, nhưng mà cái slide này á, là chiếu ở cái PowerPoint á, thì nó sẽ nhảy từ từ, nó không bị trùng như thế này. Nhưng mà cái file này thì nó sẽ bị trùng thì không sao. Anh chị nào mà cần cái file này á, thì mình sẽ gửi đầy đủ cho tất cả các anh chị luôn. Cũng là đơn giản là soạn lại từ những cái kiến thức của công ty thôi. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ anh chị một chút xíu nữa, chút xíu nữa về cái loại dầu của chúng ta nó có sự khác biệt như thế nào so với những cái loại dầu thông thường anh chị ha. Đó cho anh chị thấy cái sự khác biệt chút xíu. Thứ nhất á anh chị, là cái dầu ô liu của mình á, thì nó có một cái độ kinh khiết rất là lớn, và người ta gọi là vàng anh chị, gọi là vàng ở thể lỏng, tức là cái dầu ô liu này đó, vàng ở thể lỏng. Nó kinh thiết và nó an toàn, có nghĩa là nó cực kỳ không có lẫn cái tạp chất ở đây, nó hoàn toàn không có lẫn tạp chất ở đây. Và cái dầu ô liu này á, thì được nhập khẩu là nguyên 100% luôn, là từ từ Tây Ban Nha, ở Tây Ban Nha. Và cái dầu này được lấy từ cái vùng địa Trung Hải của châu Âu đó, là cụ thể luôn là từ Tây Ban Nha. Thì khi mà chúng ta nhận từ Tây Ban Nha về đó anh chị, thì phải nói một điều luôn á, là công ty mình đã lựa chọn cái loại mà dầu á, được trồng ở cái nơi cái nguyên liệu và được trồng, cũng như cái loại dầu ô liu này được trồng ở vùng địa Trung Hải, có nghĩa là cái nơi đó đó là nó phù hợp nhất cho cái việc trồng cái ô liu này. Nó phải về cái điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu cũng như là đất đai, nó phải là cái tốt nhất. Về cái nguyên lý trong cuộc sống này nó rất là ngộ các anh chị, có những cái loại cây á nó chỉ phù hợp và cũng như là tươi tốt nhất ở một cái vùng đất nào đó thôi. Nếu mà chúng ta đem tới vùng đất khác trồng á, thì nó cũng có trái, nó cũng ra quả, ra hoa, nhưng mà chất lượng là tuyệt đối không thể bằng cái nơi mà nó phù hợp nhất được. Cho nên á, đây có thể nói là như vậy các anh chị. Ví dụ như cây nha đam trồng ở Mỹ, ở cái tiểu bang là Arizona là nó tốt, ví dụ vậy. Hoặc là những cái loại như là
mứt, mít hay là sầu riêng hay cái loại gì đó, hoặc là có những cái loại cây chúng ta chỉ trồng được ở Đà Lạt là không trồng được ở những nơi khác. Thì đó là một số cái đặc điểm mà mình muốn nói với anh chị là giữa cái cây và cái vùng đất nó phải tương thích với nhau. Rồi cái thứ hai nữa, cái thứ ba nữa mình muốn chia sẻ với anh chị là người ta thu hoạch cái loại dầu này là và chế biến trong vòng 24 giờ, chế biến trong vòng 24 giờ và lưu trữ trọn vẹn luôn. Cái hàm lượng chất dinh dưỡng này là lưu trữ trọn vẹn luôn. À, lưu trữ trọn vẹn tức là nó không bị mất đi cái bất kỳ chất dinh dưỡng nào hết trong cái khoảng thời gian 24 giờ này. Rồi điều tiếp theo nữa đó là axit béo không bão hòa hỗ trợ giảm cholesterol ở bệnh tim mạch cực kỳ tốt các anh chị ha, giảm cholesterol và bệnh tim mạch cực kỳ tốt. Và cái dầu mà công ty mình kinh doanh đó anh chị là được gọi là cái dầu extra virgin olive oil, tức là cái trong cái các loại dầu á thì cái loại extra này nè là cái loại tốt nhất và tinh khiết nhất. À, tại vì nó thực sự là nó chia ra làm tới bốn loại là anh chị. Nếu như mà để phân tích á thì cái slide lúc nãy nó bị hơi lỗi một chút á, thì đang phân tích kỹ hơn về bốn cái nhóm dầu này. Đó thì ở đây không biết là các anh chị có nhìn thấy thì mình sẽ cho các anh chị xem cái chai dầu này, chắc anh chị cũng nhìn thấy trên Facebook nhiều rồi đúng không? Thì ở đây á là cái loại dầu chúng ta kinh doanh và tiêu dùng là cái loại tốt nhất trong bốn loại dầu ô liu. Tại vì dầu ô liu là có tới bốn loại lận. Cái loại đầu tiên mà quý nhất, tốt nhất là cái loại extra, là cao cấp nhất, tốt cho sức khỏe, vừa có thể nấu ăn vừa có thể làm đẹp luôn. Vừa có thể làm đẹp luôn, còn làm đẹp cái gì thì chút nữa mình sẽ chia sẻ với các anh chị. Cái thứ hai nữa là chiết xuất từ cái nước ép đầu tiên theo cái phương pháp là ép lạnh để mà lấy được cái dầu từ cái trái ô liu ra. Cái thứ ba nữa là giữ được cái hàm lượng dưỡng chất là ở mức cao nhất các anh chị. Cái loại thứ hai là cái loại là virgin, cái loại virgin oil là tương tự như extra oil nhưng mà cái độ tinh khiết thì nó kém hơn một chút. Tức là nó sẽ kém hơn, đây là cái loại dầu gọi là loại nhì. À anh chị ha, đây là loại nhì. Rồi, bên cạnh đó đó thì chúng ta sẽ còn có một loại thứ ba nữa là loại pure. Tức là 100% pure là sản phẩm được xử lý hóa chất, mất đi thành phần tinh túy của dầu ô liu. Các anh chị nhớ nha, dầu ô liu là loại tốt nhất rồi, nhưng trong dầu ô liu lại có bốn loại và cái loại mà chúng ta đang kinh doanh là cái loại tốt nhất trong bốn loại đó luôn. Và cái loại cuối cùng, loại thứ tư đó anh chị là cái loại light hoặc là little. À, thì cái này là nước ép từ cái sáp bã của quả ô liu và pha trộn với dầu khác, không còn tinh khiết và không có nhiều lợi ích của dầu ô liu nữa. Anh chị nhớ nha. Đó, đây là cái mà mình muốn chia sẻ với tất cả các anh chị ở đây. Khi mà các anh chị hôm nay có cơ hội được nghe, tại vì hình ảnh thì chúng ta nhìn nhiều nhưng mà mình nghĩ nghe thì chúng ta cũng sẽ đi vào não của mình. À, lợi ích của dầu ô liu là gì? Khi mà tất cả các anh chị sử dụng hàng ngày á, mà anh chị được sử dụng dầu ô liu á, thì các anh chị phải tìm hiểu về cái lợi ích của cái loại dầu này. À, dầu ô liu này là dầu axit béo không bão hòa, tức là cái axit béo này nó không bão hòa, tức là nó không làm nguy hại đến vấn đề sức khỏe của chúng ta. À, cái axit béo không bão hòa này trên 70% rất là tốt các anh chị, tức là nó có cái khả năng là đào thải ra khi mà chúng ta sử dụng hoặc là hấp thu chứ nó không có bị bão hòa. Rồi vào vitamin và khoáng chất, đặc biệt những loại vitamin khoáng chất này anh chị, đó là vitamin E. Vitamin E là thần dược cho phụ nữ, tại vì sử dụng vitamin E rất là đẹp về da, mình biết như vậy. Thứ hai là vitamin K. Đó, vitamin K, rồi sắt, rồi đồng, rồi canxi luôn, có canxi luôn. Và đặc biệt là dầu cái chất chống oxy hóa nó có tên là polyphenol, tức là cái chất này là chống oxy hóa. Tức là khi chúng ta sử dụng được cái dầu ô liu này, chúng ta sẽ trẻ trẻ hóa, đúng không ạ? Tức là nó chống được cái gốc tự do gọi là antioxidant, chúng ta sẽ lâu già hơn. Đồng thời á là chúng ta sẽ trẻ hóa được cái làn da của mình cũng như là trẻ hóa được cái cơ thể, cái tuổi tế bào của mình các anh chị. Và tại sao chúng ta sử dụng dầu ô liu lại tốt? Khi các anh chị sử dụng dầu ô liu trong các bữa ăn hàng ngày của mình á thì nó sẽ giảm cholesterol. Tại vì sao? Nó trung hòa được cái mỡ xấu và nó làm giảm được cholesterol cũng như là không có cái lượng cholesterol mới đưa vào cơ thể của chúng ta. Điều đó sẽ giúp cho chúng ta bảo vệ được cái hệ tim mạch của mình, giúp ta bảo vệ được nguyên một cái hệ tim mạch của chúng ta luôn các anh chị. Cái thứ hai nữa là chống lại gốc tự do, làm giảm quá trình lão hóa, tăng cường hệ miễn dịch.
tăng cường hệ miễn dịch lên và giảm sưng viêm, tức là giảm những vấn đề là viêm nhiễm, sưng viêm của chúng ta. Đó là cái việc lợi ích của cái dầu ô liu này. Ok, đúng không anh chị? Rồi tiếp theo nữa mình muốn chia sẻ với các anh chị thêm. Đó. Có mấy anh chị nghịch cái màn hình đó cho nên là vẽ lên đây mình phải xóa đi. Không sao các anh chị nhé. Rồi ok. Rồi. Tiếp theo nữa mình muốn chia sẻ anh chị một số cái thông tin nữa về cái công dụng làm đẹp của cái dầu ô liu này. Ngoài cái công dụng là sử dụng ra để mà ăn uống như là trộn xà lách nè anh chị, ướp thực phẩm nè, chiên xào nè, chiên xào nấu nướng thay thế cái dầu ăn thông thường nè. Tuy nhiên cái dầu ô liu á mà anh chị dùng á, ăn sống là tốt nhất các anh chị nhé. Nhưng vì trong cuộc sống của chúng ta có những cái món mà các anh chị cũng phải chiên xào, cho nên thay thì chúng ta dùng mỡ, dùng dầu bình thường, thì bây giờ chúng ta dùng dầu ô liu vẫn là tốt hơn cho vấn đề sức khỏe của chúng ta anh chị nhé. Rồi, ngoài cái công dụng ăn đó, nó sẽ làm cho đồ ăn anh chị ngon hơn. Mình được đọc một cái bài chia sẻ của cô Lê Thị Hồng Thủy thì mình cảm thấy rằng rất là muốn ăn cái dầu ô liu này mỗi ngày luôn anh chị ơi. Đằng nào chúng ta cũng ăn dầu, tại sao chúng ta không ăn cái loại tốt nhất thế giới, ăn cái loại mà kinh khiết nhất và bảo vệ sức khỏe chúng ta, đúng không các anh chị? Rồi, về chăm sóc, ngoài cái việc ăn uống ra thì nó sẽ dùng để mà chăm sóc da. Các anh chị có thể xức cái dầu ô liu này lên da của mình để dưỡng ẩm. Anh chị nào mà đã có dầu ô liu rồi thì tối nay mình thử luôn được không ạ? Rồi, giảm khô môi. Những người mà bị nứt nẻ môi á anh chị, mùa khô mùa lạnh nè, thì chúng ta lấy cái dầu ô liu chúng ta thoa. Những cái vết thương mà chúng ta thoa cái dầu ô liu nó sẽ làm mềm môi, nó sẽ cung cấp vitamin E và nhanh chóng nó làm lành những cái vết thương, những cái vết nứt nẻ trên môi của chúng ta. Rồi, làm giảm cái lão hóa làn da của chúng ta. Đặc biệt dầu ô liu còn có thể lấy được cái tế bào chết nữa các anh chị. Nó bóc tách được cái tế bào chết nữa, cho nên chúng ta hoàn toàn có thể massage nhẹ lên da mặt của chúng ta để làm giảm tế bào chết. Còn có tác dụng làm mờ được vết thâm, làm mờ được vết thâm, vết nám. Vừa chứ là gọi là trong uống ngoài thoa đấy. Chúng ta ăn cái dầu ô liu mà chúng ta còn thoa cái dầu ô liu nữa thì làm giảm vết thâm, vết nám trên da mặt. Tại vì nó cung cấp được cái vitamin E. Thì cái vitamin E đó, nó sẽ giúp cho anh chị, vitamin E đó nó sẽ giúp cho chúng ta là được giảm vết thâm, vết nám các anh chị. Tại vì nó có cái khả năng vitamin E là tan được trong dầu, cho nên nó sẽ thẩm thấu vào da của chúng ta rất là tốt luôn. Rồi, giảm vấn đề rạn da. Đối với những người là da bụng bị rạn, như là sau khi sinh, phụ nữ sau khi sinh thì rất là cần cái dầu ô liu này để thoa cái vùng bụng của chúng ta các anh chị nha. Rồi, có tác dụng về chăm sóc tóc nè. Thì các anh chị có thể dùng cái dầu ô liu này xoa nhẹ lên tóc của mình để tạo cái độ mượt, cái độ bóng của tóc và dưỡng tóc vào ban đêm, rất là tốt. Rồi hỗ trợ vấn đề trị gầu trí, rồi giảm chẻ ngọn tóc, rồi tạo độ suông, độ mềm, dưỡng mi. Có những người người ta sử dụng dầu ô liu anh chị để mà dưỡng cái mi mắt của chúng ta luôn các anh chị. Thì nó lại là cực kỳ tốt cho vấn đề chúng ta là dưỡng cái mi mắt của mình. Đây cũng là một cái tác dụng tốt của cái dầu ô liu các anh chị nhé. Đó, thì các anh chị sẽ thấy được một điều là công dụng của một cái chai dầu ô liu bình thường thôi nhưng mà lại cực kỳ có nhiều công dụng luôn. Và chai 1 lít này nè anh chị, là trị giá của nó là 375.000. Và tương lai công ty mình sẽ phân phối là chai nửa lít, tức là bằng 1/2 cái chai này, là chỉ có 100 mấy chục nghìn thôi. Vậy thì các anh chị có thấy là mình dễ dàng phân phối sản phẩm dầu ô liu trong tương lai không anh chị? Có bao nhiêu anh chị cảm thấy hào hứng về cái công dụng của một cái chai dầu mà trong tương lai mình phân phối chỉ có khoảng 185.000 thôi, nhưng mà tác dụng lại rất là nhiều, tác dụng lại rất là nhiều, rất là tốt cho cái vấn đề là sức khỏe của chúng ta luôn. Có bao nhiêu anh chị hào hứng ạ? Các anh chị thấy có tuyệt vời không anh chị? Bao nhiêu anh chị đã có được cái chai dầu ô liu rồi, các anh chị có thể comment cho mình biết là anh chị đã có cái dầu ô liu rồi được không anh chị? Và anh chị có thể chia sẻ là anh chị nào giơ tay xin phong là ghi đánh chữ chia sẻ giúp mình, là mình chia sẻ là mình đã chia sẻ được cái đơn hàng mà để có dầu ô liu như thế nào anh chị. Tại vì hiện nay cái chai dầu 1 lít này là công ty không có bán, mà công ty tặng cho chúng ta, tặng cho chúng ta với cái đơn hàng Neutralize là 3,5 triệu là sản phẩm bất kỳ, chúng ta sẽ được tặng một chai miễn phí. Rồi ok, tuyệt vời quá. Bạn là Xích Long Phan đã có được 7 chai rồi. Bây giờ mình xin phép là mở cái mic cho bạn Xích Long Phan, là có thể chia sẻ cái sự hào hứng của bạn là bạn đã có được 7 chai tuyệt vời như thế nào. Thì không biết là Xích Long Phan có đồng ý không ạ? Rồi Diễm Thanh có được 1 chai rồi. Vậy thì bây giờ mình sẽ mời Xích Long Phan chia sẻ trước hay là Diễm Thanh chia sẻ trước ạ? Mình có thể chia sẻ một chút xíu là tại sao mình lại muốn sở hữu cái chai dầu ô liu này, rồi tại sao mình lại có được những cái đơn hàng đó,
mình đã làm được những cái đơn hàng đó như thế nào ha. Mình mời một chút xíu nha, tạo cái không khí cho mọi người, cũng là một cái cơ hội chúng ta giúp đỡ mọi người luôn. Và triết lý kinh doanh của em quay là giúp giúp người chính là giúp mình ha. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái mic cho Xích Long Phan. Rồi Xích Long Phan có thể chia sẻ được rồi đó em. Dạ vậy tại vì nhà em cũng có hai bé nhỏ đó. Trước hết là cũng do sức khỏe mình muốn cho con mình nó tốt, dùng những cái loại nào mà tốt nhất là cho bé là em ưu tiên hết á. Wow, tuyệt vời quá. Em có thể giới thiệu một chút về bản thân em và người tuyến trên của em được không? Dạ, em tên đầy đủ là Tăng Thị Trúc Hà. Tuyến trên của em là bảo trợ, người bảo trợ trực tiếp của em là chị Trúc Mai ạ. Oh, wow, tuyệt vời quá. Rồi, ok. Dạ. Anh chúc mừng em nha. Rồi, trong 7 cái chai dầu liêu đó, thì em dùng là mấy bộ, còn em bán là mấy bộ? Dạ, em coi như là em bán được 7 bộ đó là của 6 bộ là của khách, 1 bộ là của em. Wow, tuyệt vời quá. Rồi những người đó dùng dinh dưỡng theo cái chương trình là sức khỏe lá gan hay là họ dùng cái dinh dưỡng theo cái tự nhiên? Dạ mà có những người là có một khách là lại sử dụng về 45 ngày á anh. 45 ngày hạnh phúc, rồi tuyệt vời quá. Chế độ 45 ngày với một chị là kiểu như đang bệnh tim và tim mạch với xương khớp á, chị sử dụng 2 bộ luôn. Wow, rồi dưới những cái đơn hàng của khách lẻ lẻ nữa. Ok, quá tuyệt vời luôn, cực kỳ hào hứng nha. Rồi anh đã quay phim lại cái phần chia sẻ của em rồi, cảm ơn em rất nhiều. Và thực sự là cũng phải nói là mình cũng cảm ơn công ty em quay rất nhiều, có phải không? Công ty em quay đúng rồi, cảm ơn rất nhiều luôn á anh. Rất là tâm lý và hỗ trợ nhà phân phối rất là kịp thời. Và đặc biệt là những cái đơn hàng của công ty thì hỗ trợ rất là thông minh, là phân ra thành những cái combo như là bệnh tim mạch nè, bệnh xương khớp nè, giảm cân nè, rồi bộ sức khỏe nền tảng trio nè. Đó, rồi bên cạnh đó là cho mình mua một bộ là tự chọn nữa. Thì anh phải nói là cái công ty rất là quý mến chúng ta, cũng như là có sự hỗ trợ rất là sát sao, giúp cho nhà phân phối mình thành công. Đó, đúng rồi em. Vậy thì từ nay trở về sau mình sẽ bám sát công ty nha. Mình bám sát công ty. Dạ. Ừ. Vậy thì chúc em là nhanh chóng go silver em nha. Go silver nha. Cảm ơn anh Bình. Ok, rồi. Em lấy 270 triệu mà chia cho 3 triệu rưỡi đi, coi như là bao nhiêu bộ, bao nhiêu chai dầu ăn thì lên silver. Tại vì có rất là nhiều người sẽ lên silver vào những dịp gọi là khuyến mãi của công ty đó nha. Cho nên mình sẽ tận dụng. Mà hầu như tháng nào công ty cũng có, cho nên mọi người cứ an tâm. Ok không ạ? Dạ ok. Cảm ơn anh. Rồi, chúc em thành công nha. Rồi, chào em. Dạ. Rồi, bây giờ mình xin phép mời thêm một cái người nữa. Rồi chị nữa, lúc nãy là chia sẻ là em đang ok. Rồi chị Diễm Thanh thì đang có bé ngủ cho nên không có chia sẻ được. Thì không biết còn anh chị nào hào hứng muốn chia sẻ nữa không ạ? Ở đây là ai đã đạt được ngày hôm nay, ai đã bán được những cái chai dầu ô liu cũng như là những bộ dinh dưỡng Nutrilite ạ? Ok, nếu như mà anh chị không có cái chia sẻ nữa thì mình sẽ cho qua phần tiếp theo. Mình rất là muốn là mọi người chia sẻ nhiều hơn ấy, tại vì mình chia sẻ cũng nhiều rồi. Bây giờ mong là mọi người chia sẻ thôi, chứ mình cũng không cần phải chia sẻ nhiều nữa, đúng không chị? Để nhường phần lại cho tất cả các anh chị ở đây nha. Rồi, ok. Cái điều thứ hai á, mà mình muốn xuống chia sẻ với tất cả các anh chị ở đây á, bây giờ mình sẽ top cái phần ghi âm này lại và mình sẽ phân up lên YouTube để cho các anh chị nào mà cần thiết thì có thể xem lại ha. Cần thiết có